Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tường thuật đặc biệt về Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ tư do Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne tổ chức với chủ đề Cùng Mẹ La Vang tạ ơn Chúa. Đại hội diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Keysborough, Melbourne, Úc Châu từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023. Kính mời quý vị và anh chị em cùng theo dõi những diễn biến của đại hội. Kính thưa quý vị, Đại hội Thánh Mẫu La Vang đã bắt đầu với một việc làm hết sức ý nghĩa. Bà con giáo dân và đặc biệt là giới trẻ đã quy tụ lại trong ngôi thánh đường Thánh Mẫu La Vang để tham dự giờ chầu lòng Chúa thương xót. Cùng Mẹ La Vang, cộng đoàn đã cùng nhau dâng lời tôn vinh, cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành mà Chúa đã ban cho từng người, đặc biệt là đã gìn giữ từng người vượt qua cơn đại dịch khủng khiếp vừa qua. Sau giờ chầu lòng Chúa thương xót, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy đã chia sẻ với cộng đoàn đề tài Làm thế nào sống ơn cứu độ trong ngày nay. Ngài nhấn mạnh 3 điểm. Trước hết, chúng ta cần phải có đức tin Kitô giáo. Thứ hai, chúng ta phải chia sẻ đức tin với người chung quanh. Và cuối cùng, chúng ta phải cải hóa xã hội mà chúng ta đang sống. Đó là trách nhiệm, là cách chúng ta sống ơn cứu độ ngày nay. Hay đơn giản hơn là chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu của mỗi người. Sau giờ giải lao, bà con giáo dân lại có những giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể và rồi sau đó cùng nhau chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể trong thánh lễ do giới trẻ phụ trách. Trong bài giảng, cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng đã chia sẻ về đề tài Người trẻ là ngôn sứ cho thời đại ngày nay. Ngài nhấn mạnh trách nhiệm và ơn gọi của mọi người, đặc biệt là người trẻ, là hãy trình bày khuôn mặt nhân hậu của Chúa Giêsu đến với bất cứ ai mà chúng ta gặp trên đường đời. Để chính khuôn mặt nhân hậu, vui tươi, yêu đời và lạc quan này sẽ đem lại sức sống mới cho người mà chúng ta gặp. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ một vài nét về Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne từ năm 1975 đến năm 2023. Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne được hình thành từ những ngày sau 1975 khi có những thuyền nhân tới định cư. Dù lúc đó chưa có linh mục, nhưng may mắn có thầy Bartolo Huỳnh San đang tu học tại Chủng viện Melbourne và một số sinh viên Việt Nam du học, nên thầy đã giúp đỡ và quy tụ chuyên chở các anh chị em đi tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật và thầy vào các cư xá sinh viên để sinh hoạt. Ngày 18 tháng 8 năm 1979, hai thầy Bartolo Huỳnh San và Giuse Bùi Đức Tiến được chịu chức linh mục và hai cha đã sớm trở thành rương cột quy tụ người Việt thành hai cộng đoàn Việt Nam, một tại phía Bắc là Flemington và Maidstone, một phía Nam Melbourne là Collingwood và Springvale. Tình trạng dân chúng ngày càng đông, cần có nơi thờ phượng của chính mình, nên cha Tiến đã mua trung tâm Thánh Vincent Liêm Flemington. Sau này, dân chúng lập nghiệp ở miền đông Nam Melbourne, nên linh mục Huỳnh San đã sớm mua một khu đất rộng 3 mẫu Tây. Thời điểm đó, không giàu ngân quỹ nên phải mua ở vùng xa xôi, đất nông nghiệp làm trung tâm cho cộng đoàn hoàn thiện. Và trung tâm đã trải qua nhiều cha quản nhiệm, đặc biệt trong 15 năm qua được quản trị bởi quý cha dòng Chúa Cứu Thế. Với quyết tâm thực hiện biến khu đất thành trung tâm Thánh Mẫu La Vang như hiện nay, có thể nói đây là nhà mẹ để các dịp lễ lớn cộng đồng quy tụ về, để duy trì và phát triển niềm tin yêu vào Thiên Chúa theo đức tin Công giáo và lòng yêu kính Đức Mẹ La Vang, bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống tôn kính đối với ông bà tổ tiên, giúp đỡ lẫn nhau và vui sống thuận hòa trong tình huynh đệ, nghĩa đồng bào dân tộc.
duy trì phát triển lòng yêu thương dân tộc, quê hương và bảo trì các giá trị tinh thần cũng như văn hóa và ngôn ngữ Việt, đồng thời giúp nhau thích nghi tốt đẹp với xã hội Úc. Phát huy và khuyến khích tinh thần tự lập và tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Khuyến khích thực hiện những công việc bác ái, từ thiện đối với mọi người, không phân biệt phái, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Cộng đồng hiện nay lớn mạnh với đội ngũ nhiều linh mục Việt Nam làm chính sứ, nên nhu cầu cho các thánh lễ tiếng Việt cho người Việt tại nhiều địa phương. Hiện nay, mỗi Chủ nhật, tại Melbourne có tới 17 cộng đoàn lớn nhỏ quy tụ lại, sinh hoạt và dâng thánh lễ, trải rộng khắp Melbourne và các vùng phụ cận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.